Chào các em nhỏ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc phiêu lưu thú vị để tìm hiểu về một động vật tuyệt vời và đặc biệt, đó là con voi. Voi là một trong những loài động vật lớn nhất trên trái đất với nhiều đặc điểm rất độc đáo. Trước hết, hãy tưởng tượng một con voi đang đứng đó, cao lớn và có một bộ lông màu xám rất đẹp. Con voi có mũi dài và dẹt, được gọi là vòi, một bộ răng lớn mạnh mẽ và đôi tai to. Vòi của chúng không có xương, hơn 150.000 cơ bắp và dây thần kinh cung cấp sự linh hoạt cho chiếc vòi này. Vòi của voi không chỉ là một công cụ hữu ích trong việc ăn uống, mà còn giúp chúng tương tác với môi trường xung quanh. Ngà của một con voi phát triển từ những chiếc răng cửa trong suốt cuộc đời chúng. Những chiếc ngà của một con voi trưởng thành có thể phát triển thêm 17cm mỗi năm. Ngà voi được sử dụng để tìm muối, nguồn nước và rễ cây, gỡ các bụi cây, phát quang đường đi và đôi khi được sử dụng trong chiến đấu. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng vào việc đánh dấu cây cối để thiết lập lãnh thổ của một con voi. Con voi rất thông minh và có khả năng ghi nhớ tốt. Chúng có thể học được nhiều điều và nhớ trong thời gian dài. Các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng con voi có khả năng cảm nhận cảm xúc của đồng loại, giống như con người chúng ta. Con voi thường sống theo nhóm, được gọi là bầy, và bầy này thường có một lãnh đạo, thường là một con voi cái thông thái và kinh nghiệm. Chúng thường giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày, chia sẻ thức ăn và bảo vệ lẫn nhau khỏi nguy cơ từ các động vật săn mồi. Một con voi sẽ dành khoảng 16 giờ để ăn trong một ngày. Voi ngủ rất ít, khoảng 3 đến 5 giờ trong một đêm. Voi trưởng thành thường ngủ đứng, còn voi con sẽ ngủ nằm. Con voi là những sinh vật rất thích nước. Chúng thường xuyên tắm và chơi trong nước để giữ mình mát mẻ. Ngoài ra, con voi cũng là những người lính bảo vệ môi trường. Chúng có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái, giúp kiểm soát lượng cây cỏ để cung cấp không gian sống cho các loài động vật khác. Tuy nhiên, con voi đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Môi trường sống của chúng đang bị mất mát do sự phá hủy rừng và chúng đang đối mặt với nguy cơ săn bắt bất hợp pháp. Vì vậy, chúng ta cần phải bảo vệ con voi và môi trường sống của chúng. Hy vọng rằng, qua cuộc phiêu lưu này, các em đã hiểu thêm về con voi và tầm quan trọng của việc bảo vệ loài động vật này. Hãy trân trọng và yêu quý mọi sự hiện diện của thiên nhiên xung quanh chúng ta. Cảm ơn các em đã lắng nghe.